Xin kính chào anh em và các bạn Đây là chiếc đồng hồ Rado Diasta Được sản xuất tại Thụy Sĩ Năm 1980 Tức là cái đây khoảng 40 năm Đồng hồ có thân thép có cái model là 711 0113.3 phía trên của đồng hồ là kính tràn viền kính và mặt trên của đồng hồ được các bô hóa cứng chống sức rất tốt sắp xỉ được độ cứng gần bằng kim cương đồng thời là phản quang và ánh rất đẹp núm đồng hồ được bọc vàng mặt số màu vàng ba kim mạ vàng lịch cốc 3 giờ cái mi gen của nó được giấu ở phía trong kính và rất là đẹp kính vát hai mặt Đấy. đây biểu tượng của rado đây đồng hồ thì chưa sử dụng thân còn mới nguyên không có vết xước mình vừa mới đánh cái cái dây bóng nó, sau 40 năm nó dính vào quá mình bắt buộc bỏ đi vì nó nhìn nó nham nhỏ dây vẫn dây gì của nó đây nhưng dây đã kém rồi chúng tôi sẽ thay dây mới cho các bạn đây dây rất thích sở rất thích nhưng mà nó kém rồi 40 năm thì không còn gì cả 45 thì 40 năm trước thì như sắt như đồng và 40 năm sau thì nhìn ảnh cái non rồi. Đồng hồ này có kích thước uh, chiều này là 30,5 mm và chiều này là 35,5 mm. Đấy. Mình cũng nói về dòng DiaStar một chút. Uh, dòng DiaStar hoặc là dòng ờ uh, Sapphire của uh, Tethnos đều có đặc điểm giống nhau. Cùng sản xuất tại Thụy Sĩ, nhưng dòng này kể cả là sản xuất ngày nay hay ngày xưa thì kích thước người ta thường không sản xuất to ví dụ như ngày nay thì cái bề rộng của đồng hồ nó chỉ khoảng 28 mm và có thời kỳ nó chỉ là 26 mm chiều dài thì có thể là cũng khoảng 35,5 như thế này hoặc là 36 mm nhưng mà nó hơi thuôn dài một chút Đấy, còn bề này rất chỉ là hẹp thế là đặc trưng của cái dòng uh, Diastar này hoặc là dòng uh, tương tự như vậy của bên Technos cũng thế uh, giải thích tại sao là như vậy vì thứ nhất là làm cái phần các bô hóa này này diện tích các bô hóa này này là nó tương đối khó khăn Đấy, đắt tiền Đấy, thực ra nó là quá trình kim cương hóa ừ. à, là việc đầu tiên việc thứ hai nữa là phần này chống, chống xước thì rất tốt nhưng mà nó giòn thế chính vì vậy mà nếu giả sử mà chúng ta làm kích thước lớn giả sử ra đây mà chúng ta đi đeo tay mà chỉ cần văng một cái mà đập vào đâu đó là vỡ là hỏng mà những cái này thay thế nó rất, rất rất đắt tiền đấy và đó là những cái đặc điểm mà dẫn tới là cái, cái kích thước của cái dòng diasa xa ngay kể cả ngày nay cũng thường chỉ là bề rộng khoảng độ tầm hai tám mm ít khi được 30 mươi năm mm như cái này là việc đầu tiên việc thứ hai việc thứ ba nữa là Uh, dòng diastar và mà Rado thiết kế này, này thường dành cho doanh nhân đấy, doanh nhân thì bao giờ người ta cũng uh, có cái gì đó yêu cầu nhỏ lịch thiệp đơn giản Đấy, không phải là dòng thể thao dòng, dòng thể thao thì như anh em mình hiện nay đấy, đeo cái bề rộng một độ tầm 40 có khi vẫn chưa là bé 36 vẫn chưa, chưa là bé nhưng đối với dòng Rado Thụy Sĩ Diasta Kể cả là mới nhất hiện nay người ta cũng thường chỉ có khoảng 29mm là rộng thôi đấy bởi vì người ta ưu tiên đến dòng doanh nhân thế mình cũng chia sẻ thêm là như vậy tiếp tục với cái giá sản phẩm của Diastarado thì uh, những dòng này thì thường là hiện nay người ta vẫn vẫn sản xuất nó nó uh, nó khác như này một chút mình đã nói rồi thì uh, giá nó khoảng độ tầm 2.000 3.000 đô Hôm vừa rồi thì mình cũng có gặp một bạn ông bảo tôi chơi Rado từ khi những năm 1990. Tôi bảo vâng. Thế thì ngày đấy thì chắc là nhà mình có điều kiện lắm bảo không tôi mua một cái Rado cái đấy nó có khoảng độ tầm nửa chỉ vàng thế mình không hiểu là Rado mà nửa chỉ vàng thì nó là Rado nào, Rado nào. Chắc lại Khoảng đầu đầu năm 90 thì Trung Quốc người ta chưa sản xuất hàng fake hoặc là có thì là loại khác không phải là rado ấy Thế xong rồi anh ấy cũng đeo một cái đồng hồ Rado anh bảo anh vừa mua xong đây mới tinh đồng hộp đây thì bảo bao nhiêu tiền thì anh bảo là, là mình mua với cái giá tôi ba hay bốn triệu ấy. đấy Rado thụy sĩ ba bốn triệu thì cũng không hiểu là Rado gì mới đọc hộp thì không hiểu đấy như vậy là mình cũng chia sẻ một chút là như vậy đây chiếc Rado của chúng ta đây à, mình à, mình nhắc lại một cái giá của đồng hồ Rado này tức tức là cái này thì mình không nói nữa mà là ý nói là cứ cái nào mà mới ra đời thì khi đó thì giá nó khoảng độ tầm 2.000 ba nghìn đô đấy là đối với đồng ra đô cái đắt cái rẻ nhưng khoảng hai nghìn ba nghìn còn uh, cũ hoặc hàng tồn thì đương nhiên giá nó khác cũng có thể cao có thể thấp tùy thị trường đây đây là chiếc ra đô của chúng ta đây cảm ơn các bạn đã xem video nhé